Dạo này em bị làm sao? Kiểu đâu có kiểu dỗi rồi lại bỏ đi như vậy. Đừng có hành xử như con gái mới lớn như thế. Anh nói em mới lớn. Thế đã bao giờ anh để cho em cư xử đúng tuổi chưa? Hóa ra anh sai à? Anh Đức, anh bận rộn như thế để làm gì? Sao lúc nào cũng phải rối lên vì công việc như thế? Sao em hỏi buồn cười thế? Lúc nào anh cũng nói rằng anh vì em. Nhưng anh có hiểu em muốn gì không? Em cũng là phụ nữ. Em muốn được quan tâm, chăm sóc, muốn được anh thấu hiểu. Anh không hiểu em à? Em nói thật, đối với em, nhà cao cửa rộng không quan trọng. Cái em cần là anh ở bên em. Em cần một gia đình ổn định, một cuộc sống ấm áp. Em cảm thấy cô đơn lắm. Em nói thật, em không chịu nổi như thế này nữa đâu. Em đã 30 tuổi rồi, còn bao nhiêu năm nữa tuổi trẻ. Em không muốn đêm nào cũng phải vò võ chờ anh, ôm gối một mình như vậy cả. Em cảm thấy cô đơn lắm. Nếu mà cứ như thế này, em không dám chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Chuyện gì là chuyện gì? Anh không hiểu em đang nghĩ gì nữa. Chẳng lẽ em không biết anh đã làm tất cả điều này là vì ai? Vì em, là vì gia đình của mình. Chẳng phải anh đã chuyển nhà lên mát rồi mua kiosk cho em bán hàng, em còn muốn gì nữa? Anh có cuộc sống ở bên ngoài. Anh không chỉ quanh quẩn trong phạm vi từ nhà ra cửa hàng rồi lại về nhà. Mọi người đều như vậy, tại sao em không hiểu? Chính anh mới là người không chịu hiểu em. Mọi người là ai? Anh nói như vậy làm sao mà em so sánh được? Vậy anh muốn em có một cuộc sống đầy đủ là sai à? Điều đó khiến em áp lực sao? Em có biết thời điểm này anh đang mệt mỏi như thế nào không? Nhưng anh không nói với em một lời nào cả. Là vì cái gì? Sao em không chịu hiểu? Chúng ta đã lớn rồi, đã có tuổi, chúng ta không còn như thời trẻ nữa. Chỉ nằm ở nhà ôm nhau, hít không khí và uống nước lã để sống nữa, em hiểu chưa? Em xin anh, anh không nói nữa. Bây giờ em muốn làm gì thì em làm. Bọn anh cãi nhau cả ngày hôm nay. Cô ấy bỏ đi đâu mọi người đều không biết. Cô ấy nói cô ấy cảm thấy cô đơn lạc lõng. Cô ấy không muốn sống cuộc sống hiện tại nữa. Chắc là Phương đang buồn nên mà nói thế thôi. Đây không phải lần đầu tiên cô ấy nói điều đó. Phương là một người mơ mộng, lãng mạn. Còn anh, dù sao cũng là một người làm kinh doanh. Có nhiều điều anh hoàn toàn không hiểu Phương.
Và ngược lại, có những điều anh không muốn Phương hiểu. Cuộc sống ở Nga hoàn toàn không hề dễ dàng một chút nào cả. Anh đã cố gắng rất nhiều để cho Phương có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Anh đã làm mọi cách để chuyển cô ấy từ Kazan trở về Man. Nhưng hôm nay cô lại nói với anh cô ấy không thích cuộc sống hiện tại. Cô ấy không cần vật chất. Cô ấy chỉ cần người chia sẻ. Và nếu không làm được điều đó thì... Bây giờ anh cứ bình tĩnh lại đã, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi mà. Theo chú, khi anh đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không mang lại hạnh phúc cho cô ấy, thì anh có nên trả tự do cho cô ấy không? Cũng có thể do anh không muốn chia sẻ công việc với Phương. Thật ra thì tất cả tiền làm ăn của anh đã mất tất cả rồi. Anh chả còn gì nữa. Anh đã không thể mang đến cuộc sống đầy đủ cho cô ấy. Và bây giờ anh cũng không thể mang đến cuộc sống vui vẻ cho cô ấy. Thì anh lấy tư cách gì? Tư cách gì để cô ấy theo mình? Anh nói mất hết là thế nào?